Đâu rồi, cô gái đâu rồi? Đây đồ chơi đây, mặc đồ vô chưa? Mấy giờ mày? Đây còn không? Đây nè, tao nè. Nhấc nhau đỏ đi. Vô đi đi, ăn cái gì mày không? Tao xịt mình mấy cái rồi. Để đồ ở trên đó đây tao xịt nó. Chị nó mua bánh mì cua. Chị nó bánh mì bự ở chỗ mà đổi mua. Chị đâu có nhiêu tiền đâu chị. Chỗ này hầm hầm gì ăn? Lăng xăng. Lăng xăng rất xúc. Đi rửa xà bông này, bà đi rửa sạch cho nè. Lâu quá không gặp hả? Lâu quá không gặp mắc cỡ hả? Chơi mà. À hay là làm ngôi nhà này. Ngôi nhà này có lắm.
Về mình chơi cái con này dễ là mình chắc bắt xíu. Mình nghe số 1 với đây mình chơi từ từ nha. Số 1 nha. Nào. Không. Chơi cái nào? Con muốn chơi cái nhà này. Đâu, màu hồng á. Màu hồng với màu ba tí. Màu hồng. Nào mình sắp cái nào dễ nè. Con sắp nè. Mình sắp cái tệ, số 1 nha, số 1 dễ mà làm trước nha. Thôi con... Nó đòi sức mà nhà bự này sao không sức không từ từ. Không có bà biết chơi. Không. Đừng biết trò này mới đắt được chứ. Con sắp xếp lâu đài này nè. Lâu đài này đẹp quá à. Nè. Ba. Đây. Ngôi nhà này nè. Quá. Trời ơi. Bỏ cái kem lạnh kìa. Rồi. Có sữa chua đó nè, đi đâu đó. Đây nè. Lạnh đi. Màu hồng này sữa chua không? Màu hồng rất là đẹp nha. Đây có màu vàng nha. Bây giờ phải lắp một tầng ở dưới nè. Đâu cái này dễ chơi mà. Không có chơi. Bây giờ mình xếp số mấy trước? Con đang xếp nè. Thank you.
À, con đang quán con lắm nha. Mẹ Trang đạo diễn với ba con quá. Ngồi đang quán cái làm. Ngủ đi lâu này cho trời nhỏ hết ngủ. Lấy không được. Để con lấy cho. Biết xếp chưa? Cô gái biết xếp chưa? Cô gái biết xếp chưa cô gái? Nhiều chứ hả? Còn bây giờ con đang xếp cái gì con nói ba nghe coi. Bây giờ con đang xếp cái gì? Đâu xếp gì đâu? Ba, con không gắn được. Ba gắn chưa? Gắn cái đây phải không? Ý gì phải không? Kìa, sao nó không vừa vậy? Khó. Khó gì? Từ từ, cái gì cũng vậy. Từ từ. Từ từ nó sẽ như. Trời, con xếp ba cái tay lên được nè. Nè đưa nè con, vô đưa nè. Ăn gò mẹ ơi. Đồ gấp vậy? Này là cái gì? Nó thành hình gì? Sọt không được. Gấp vô, này vô gấp gấp cái gì? Con đang gấp hình gì? Nói ba nghe coi. Con có màu vàng. Vàng không có màu vàng. Vàng làm gì? Không có màu vàng. Không có. Nè màu vàng nè. Màu vàng nè. Nè màu vàng nè. Vàng, cái màu xanh dương à. Màu vàng cũng được. Đủ màu sắc. Quá trời luôn. Có nhiều màu quá.
nè, con mới gấp theo cái hình này nè, con mới gấp theo hình này nha. Đầu tiên là mình gấp hình, nhưng mà con gấp hình là hình gì? Con đang gấp hình hình gì? Đang ở ngoài. À, bây giờ ba gấp số 1 cho con nha. Chơi vui không? Được chơi vui không? Được, được chơi là vui không? Được chơi này ghép khó quá. Ừ, chăn ra luôn rồi. Ba này, ba mua được chơi cho con khó quá. Đây nè, con mới nhìn vô hướng dẫn nè. Con mới nhìn vô hướng dẫn nè. Được rồi. Là con xếp ngẫu hứng phải không, chứ không phải là theo hình gì hết phải không, đúng chưa, chính xác chưa? Ừ, rất rồi. Con chỉ ghép theo tùy cái hình mà con thích, con chỉ ghép theo được cái đồ rồi. Bye bye các bạn nha. Chơi vui. Rồi, bye bye các bạn nha. Mình sẽ tạm ngưng chơi trò chơi này ở đây. Rồi chiều mình sẽ chơi tiếp nha các bạn. Rồi bây giờ mình chào các bạn nha. Con chơi trò Mario quá. Rồi, con bye bye các bạn đi, rồi chiều mình chơi tiếp. Rồi, bye bye nha. Bye bye các bạn.